Bây giờ mà anh Linh thấy dễ lắm, cái nào không biết cái lên Google rồi chỉ ra rồi ôm cái đó rồi nấu. Chứ nói nào ngay hồi lúc mới thì mẹ ruột nói nha, mẹ ruột nói trời ơi nó không có biết làm cái gì hết trơn. Đi học về rồi ở nhà gì đó không có làm gì, chị xui ơi nấu với em vậy nè. Rồi sau này các em nói về làm được rồi đó, nhờ vậy đó. Phân thấy là mình hợp với mẹ điểm gì? Em với mẹ hợp nhau nhiều điểm lắm, như thích nấu nướng, thích làm bánh, thích bày ra làm cái này cái kia, nấu bánh này bánh nọ đó. Là mẹ thích nấu cái gì em cũng vô phụ, hay là em nấu cái gì mẹ cũng ngồi đó xem này kia rồi. Người thích mua sắm, trưng diện, trang điểm, make up này kia rồi đó. Hợp nhau nhiều thứ. Đi chỗ mua sắm à? Em tên là Nguyễn Thị Nhanh, quê ở Hậu Giang. Hậu Giang. Dạ. Mình làm công việc gì? Dạ em làm nội trợ. Nội trợ hả? Dạ, xin mời chị ạ. Dạ, chào chú Hoàng Linh, chào chị Đại Lộc và chào quý khán giả. Em tên là Ái Vân, là con dâu của mẹ Nhanh được 1.5 năm rồi ạ. Một năm rưỡi mình có tin vui chưa? Dạ có rồi ạ. Mình mới sanh hả hay là? Dạ đúng rồi. Trai hay gái nè? Dạ trai. Chúc mừng luôn. Dạ. Cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng gặp con dâu này thì mẹ chồng ấn tượng điều gì? Thấy cũng thích, cô thấy thì thương đó. Thấy vừa bụng. Ấn bụng điều gì nhất của con dâu này? Cũng ngoan, rồi lễ phép rồi á Linh. Dạ. Lúc đầu á là dâu nó quen với thằng trai á, trai nó dẫn về. Mà lúc đó con dâu thì nó ở nhà trọ, rồi cái em mới nói trời ơi sao con kêu con dân nó ở nhà trọ sao con không dẫn về nhà mình ở. Mà người ta ngại ai mà đi về ở. em thiệt tình em thương vậy đó, em nói còn dẫn cứ dẫn dân về nhà mình ở đi, nhà mình đâu có ai đâu, tại em thì có hai đứa con à, đứa con gái với thằng trai à. Nó cũng ngại rồi cũng tới lui chơi vậy thôi, rồi hai đứa nó thương nhau. Còn nàng dâu thì sao? Cái lần đầu tiên khi mà gặp mẹ chồng tương lai đó, cảm giác có hồi hộp không? Dạ có chứ ạ. Em về nhà em gặp mẹ chồng thì em nghĩ là mẹ chắc cũng khó gần này kia, nhưng mà thật ra là mẹ rất là vui vẻ, rất là hòa đồng, nói chuyện với mọi người lúc nào cũng hài hước vui vẻ hết trơn á. Mẹ hay cười nên là tạo cảm giác thoải mái cho em lắm, em không có cảm thấy hồi hộp run nữa. Dạ đúng rồi. Đừng ngần ngại, hãy đăng ký ngay tại fanpage Mẹ Chồng Nàng Dâu hoặc gọi hotline để có những kỷ niệm đáng nhớ cùng mẹ chồng nàng dâu. Những ngày làm dâu đầu tiên đó thì cô con dâu này như thế nào? Dâu cũng tốt, cũng biết cái cách làm dâu, nhưng mà giới trẻ bây giờ thì nó không có phải như hồi xưa anh Linh. Dạ. Mình thì mình cũng đâu có khắt khe gì đâu, vì khả năng của con nó làm được tới đâu thì làm, rồi cái nào làm không được thì ba mẹ làm hết. Làm đúng rồi. Sao dễ như vậy? Dễ. Dâu đi về ngủ tới mấy giờ? Ngủ tới 8-9 giờ mới thức. Dâu có nấu cơm nấu nước gì không? Dạ có mà ít lắm. Ít hả? Dạ. Tuần nấu mấy lần? Tuần nấu mấy lần? Được chừng vài bữa cơm vậy đó à. Nhưng mà dạ, cô ăn dạ. Cô thấy có vừa miệng không? Vừa. Bây giờ mà anh Linh thấy dễ lắm, cái nào không biết cái lên Google rồi chỉ ra rồi ôm cái đó rồi nấu. Chứ nói nào ngay hồi lúc mới thì mẹ ruột nói nha, mẹ ruột nói trời ơi nó không có biết làm cái gì hết trơn. Đi học về rồi ở nhà gì đó không có làm gì, chị xui ơi nấu với em vậy nè. Rồi sau này các em nói về làm được rồi đó, nhờ vậy đó. Phân thấy là mình hợp với mẹ điểm gì? Em với mẹ hợp nhau nhiều điểm lắm, như thích nấu nướng, thích làm bánh, thích bày ra làm cái này cái kia, nấu bánh này bánh nọ rồi đó. Là mẹ thích nấu cái gì em cũng vô phụ, hay là em nấu cái gì mẹ cũng ngồi đó xem này kia rồi. Người thích mua sắm, trưng diện, trang điểm, make up này kia rồi đó. Hợp nhau nhiều thứ. Đi chỗ mua sắm là ngon lắm đúng không? Chỗ mua sắm. Thường là mình mua cho mẹ cái gì vậy? Em tặng quần áo lắm, tại vì mẹ thích mua sắm cái này. Mẹ thì ít nhớ sớm, mà mẹ bây giờ mẹ cũng biết lên Facebook, lên xem livestream đồ. Mua quần áo mẹ, con cái này đẹp không này kia rồi. Mẹ đều hỏi ý hết. Dạ. Hai mẹ con quá hợp với nhau. Dạ, rồi cô lên Facebook cô coi cái mấy cái shop thời trang rồi đó, nói dân dân cái này đẹp quá con, mẹ bận này được không? Nói thôi có đó xấu à mẹ ơi, có đó xấu à, cái bắt đầu chọn cái khác. Nhưng thời mấy cái shop thời trang đó nó nói mẹ bữa nay shop giảm giá nè, sale nhiều lắm, để con dẫn mẹ đi mua. Có điều gì mà mình chưa hợp với nhau không? Bây giờ mình nói không có thì cũng không ai tin đâu.
thế nào cũng phải có hả anh Linh? Dạ. Với lại bây giờ mà cái giới trẻ nó chăm sóc con, trong gia đình có hai thế hệ mà cháu nó cũng đã được một đứa con rồi, cho sanh cho em một đứa cháu nội thấy cưng lắm. Ừ, nhưng mà cái cách chăm sóc của giới trẻ giờ thì nó nuôi theo kiểu khoa học chứ không phải như kiểu mình hồi xưa. Nó có nhiều cái nó cũng bất đồng nhưng mà mình cũng thông cảm được ở chỗ đó, thì miễn sao cho con mình nó chăm sóc cháu mình tốt thôi. Mẹ chồng cũng rất là hiện đại nha. Dạ. Sao cũng được hết á. Em không được thì phụ nó. Em mà dễ. Nó được thì tốt, thì vui. Không được cũng vui. Dạ. Lúc nào cũng cười thế. Dạ, dạ đúng rồi, mẹ lúc nào cũng cười. Ừ. Em vui lắm mình Linh. Kệ vui cho đời bất ổn. Không? Cái căng thẳng gì cho nó mệt đúng không? Nhưng mà em không biết là thí dụ mà những cái lần mà mâu thuẫn giữa cách dạy con đó thì hai mẹ con mình như thế nào, có nói chuyện được với nhau không? Lúc đầu thì em sau sinh nó cũng có một chút thay đổi hóc môn này nọ, tính tình nó cũng thay đổi, bị vướng một chút trầm cảm sau sinh đó, cho nên là những cái ngày đầu, những cái tuần đầu thì em im lặng thôi, em không có nói chuyện. Sau đó thì em thấy đỡ hơn, là tại vì thấy lên Facebook rồi những cái group mẹ bỉm sữa rồi đó, thấy ai cũng giống như mình hết á, thấy ai sanh xong rồi những cái chuyện chăm con này kia với ba mẹ chồng với con dâu này kia nó cũng khác nhau á, nên thấy mình đỡ hơn. Rồi xong rồi từ từ nói chuyện với ba mẹ nhiều hơn thì nói là chăm bé thì phải thế này thế kia, ba mẹ như vậy vậy thì bé nó mới như vậy á. Thì ba mẹ từ từ ba mẹ cũng hiểu, cũng đỡ hơn. Có bao giờ mà hai mẹ con có xảy ra một cái mâu thuẫn gì nhỏ nhỏ rồi tranh cãi với nhau không? Mẹ có giận thì có, nhưng mà mẹ không giận. Có tranh cãi, không có giận nói chuyện. Biết nhưng mẹ mà giận tranh cãi không? Dạ biết chứ. Là những cái lúc mẹ không giận. Thì lúc sơ sanh đó là em những cái tuần mẹ không nói chuyện á, mẹ cũng mẹ thì mẹ thương cháu quá đi, tại vì mới có cháu đầu tiên à, nên là ba mẹ thương cháu lắm, ba mẹ cứ quấn cháu suốt á. Còn em thì em lại những cái mà ba mẹ làm em lại không có giống như những cái cách mà em nuôi con á, cho nên là em cũng có nói một câu giống như là hôm đó thì mẹ đi qua muốn ẵm cháu về phòng ngủ, nhưng mà em nói là con của con mà thì thôi, để giống ý là con của con thì nó ngủ với con. Nhưng mà mẹ nghe thì mẹ lại buồn, mẹ bỏ mẹ đi về. Xong rồi lúc đó em thấy mặt mẹ buồn. Cái chồng em cũng có nói với em là sao em nói chuyện vậy khiến cho mẹ buồn này kia đồ. Nhưng mà xong rồi qua ngày hôm sau em biết, em nhắn tin em xin lỗi, em nhắn dài lắm. Xin lỗi mẹ. Lúc đó mẹ ăn sao mẹ? Lúc đó buồn dữ lắm, lúc đó cô buồn dữ lắm thiệt. Nó nhắn tin, có nhắn tin lại không? Không. Nói là nói miệng. Nói cũng còn giận. Không, nói miệng nè. Nói miệng. Nói miệng. Em nói thì con cháu mà mẹ thương đầu này kia mẹ mới ấm vậy mà con. Có vài chồng kia cũng con dâu về xin lỗi nhắn tin nữa, cho mà nhắn lại giận giận mày ơi, giận chút thôi mày ơi. Hết rồi. Chứ như rằng là con đã hiểu ra vấn đề ngay tức khắc lúc đó. Dạ. Chứ nếu không là con nói thôi mới vậy giận mình. Dạ. Đúng ra là mình phải giận thôi chứ mình đang mình sinh mà mình bị này kia mà. Dạ. Không? Là cái quan trọng vẫn là cái sự hiểu ý nhau và mình phát hiện ra mình lỗi cái gì là mình xin lỗi ngay. Dạ. Từ lúc mà về làm dâu với mẹ đó, Vân có thấy là mình bị thiếu sót hay là mình có cái lỗi nào với mẹ chưa ngoài cái chuyện hồi nãy? Có chứ, nhiều lắm. Em về thì em có bầu liền á, rồi em ngủ trễ, ngủ dậy trễ. Em biết là ba mẹ ở dưới thì dọn dẹp rồi lau nhà rồi làm đồ ăn sáng rồi quét nhà, ba chồng em làm hết, em cũng thấy kỳ á. Nhưng mà để... lúc cũng cố gắng thức sớm. Biết thấy kỳ là được rồi. Dạ. Có nhiều người không thấy kỳ đâu. Không? Dạ. Để ta dọn không thấy kỳ luôn. Dạ. Coi như là ông và chồng làm thế cho dâu luôn. Dạ. À. Cứ ngủ đi rồi chừng nào muốn thức. Mẹ cũng không phải làm gì nặng đâu, mẹ chỉ là em nấu nướng thôi, là toàn là ba chuyện nặng nhọc trong nhà là ba chồng với chồng làm hết. Thằng ông chúng tôi giờ giỏi lắm. Tất cả mọi chuyện giỏi không à? Ông giờ giỏi thiệt mà. Chồng con có vậy không? Dạ có. Thấy chưa? Ráng kiếm chồng vậy đi con. Dạ. Kiếm người để chú chỉ cho. Ai? Chú có con cháu tên Dũng cũng được. Thôi. Nhưng mà từ cái ngày về làm dâu á cô, có điểm nào mà đến bây giờ cô vẫn chưa hài lòng nàng dâu của mình không? Nhất là cái cách chăm sóc con đó. Dạ. Tới bây giờ cũng còn vậy luôn. Là thương cháu là chỉ biết ẩm bồng thôi, chứ là cái chuyện mà ăn uống là không có được giới vô. Nhưng mà cô có trao đổi với Vân không? Nó nói con của nó để nó nuôi chăm sóc theo kiểu gì Hàn Quốc hay gì đó không biết được. Nói gì luôn hả? Nói gì luôn rồi mà cô. Nhưng mà cái cách nào của Vân mà cô thấy không vừa ý, cô nói thử xem. Dạ. Cho ăn. Dạ. Chứ đâu phải như mình hồi xưa anh Linh
người nấu cháo nấu gì thì cho nó ăn đại được đâu, cái này nó làm đủ thứ hết trơn. Có ăn theo kiểu Hàn Quốc hả? Dạ ăn không, em cho em bé ăn theo kiểu Nhật, có ăn theo kiểu Nhật Hàn Quốc. Dạ mới đẻ cho ăn sushi chứ hả? Con dâu con cũng gan cứ tự nhiên đó. Để con mẹ đừng lo, con cho ăn, cho ăn theo kiểu Nhật chứ cho ăn theo kiểu Việt Nam. Nhưng mà giờ khó là không được đâu nha. Dạ đúng rồi, em dễ. May mà chồng này cũng dễ dãi á. Nấu gì tao để cho mày nuôi luôn. Ấm thì được nhưng mà chăm sóc cũng được. Đây là một trong những cái hình ảnh của mẹ chồng nàng dâu hiện đại đó. Dạ. Quan trọng là chúng ta hiểu nhau thôi. Dạ. Còn nếu không hiểu nhau á là mình thẳng như thế là mẹ chồng giận. Dạ. Giận đâm ra là mình cũng có điều muộn phiền luôn ha. Dạ. Lúc mà mẹ con chăm sóc con khi sanh này kia, chăm em bé này kia, còn có bao giờ con chăm sóc lại mẹ con không? Từ lúc mà con về thì có một lần là mẹ nằm viện, nhưng mà lúc đó là con cái thai nó lớn rồi, con không có đi tới lui chăm lo cho mẹ trong bệnh viện được, nhưng mà con ở nhà con nấu đồ ăn. Mẹ với ba ở trong bệnh viện thì cứ nói là thôi con có bầu con đừng có làm gì nhiều, nhưng mà thấy mẹ ăn đồ trong bệnh viện không có ngon với lại cũng không có dinh dưỡng nhiều á, nên là con nấu đồ ăn ở nhà rồi chồng con mang vào bệnh viện cho mẹ. Đó là một câu chuyện mà Quy Linh nghĩ rằng nó chưa có vấn đề nào cả. Yeah. Chỉ có một năm rưỡi thôi, quan trọng chúng ta còn sống nhờ với nhau cả một chặng đường rất dài cả cuộc đời nữa, và hy vọng rằng chúng ta cùng đến với mẹ chồng nàng dâu để tìm ra những cách nào đó ta tránh đi những cái mâu thuẫn với mẹ chồng nàng dâu qua rất nhiều câu chuyện, để xem coi chàng trai của gia đình sẽ nói điều gì nha. Hôm nay là ngày mẹ và vợ con tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu. Thật sự lúc nhận được lời mời từ chương trình, con và vợ con đã suy nghĩ đắn đo rất nhiều trước khi nói với mẹ. Nhưng thật may là mẹ đã đồng ý tham gia cùng vợ con. Thật ra thì đây cũng là dịp hiếm hoi, và con cũng nghĩ sẽ không dễ để có thể lúc nào mẹ và vợ con sẽ cùng ngồi trò chuyện với nhau được như hôm nay. Với cương vị là con của mẹ và là chồng của vợ, là ba của bánh mì, con không mong điều gì hơn là gia đình luôn được vui vẻ. Cuộc sống gia đình không thể tránh khỏi những chuyện giận hờn, nhưng con mong gia đình mình sẽ có thể bỏ qua cho nhau, những điều đó có thể giúp chúng ta yêu thương nhau nhiều hơn. Con đã có gia đình riêng, con phải chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình, đó là trách nhiệm của con. Nhưng con dù lớn đến đâu thì con vẫn là con của mẹ. Trong gia đình đôi khi giữa mẹ và vợ có những chuyện bất đồng với nhau, con ở giữa cũng rất khó xử, nhưng chỉ là những chuyện nhỏ nhặt mà thôi. Nên con mong từ nay mẹ và vợ con có thể ngồi lại nói chuyện với nhau nhiều hơn để hiểu nhau nhiều hơn. Cả mẹ và vợ đều rất quan trọng đối với con trong cuộc sống này. Thương mẹ, yêu vợ. Hay quá. Hôm nay văn chương muốn khóc luôn. Em muốn khóc luôn hả? Muốn khóc luôn. Ngày hôm nay cô đến với chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu đó, cô có mong muốn điều gì ở người con dâu mình không? Cái điều cô mong muốn nhất đó là cô muốn cho con dâu nó biết là dung hòa cái tình cảm giữa hai vợ chồng. Hai đứa phải gắn kết thương yêu nhau rồi chăm sóc cho gia đình. Hai đứa đừng có cãi nhau rồi được rồi. Chắc hay cãi nhau lắm. Dạ. Được con hứa với mẹ chồng đi. Dạ được. Con có mong muốn điều gì với mẹ không? Dạ con mong mẹ sẽ biết ít lại những cái chuyện mà thức khuya hay là trên thoại nhiều để giữ sức khỏe của mẹ được tốt hơn á. Nhà mẹ thấu hiểu tụi con nhiều hơn. Mẹ chơi game nhiều đúng không? Mẹ thích lướt Facebook lắm. Nào các bạn như Quyền Linh này vô nói chuyện mẹ chồng nàng dâu nha. Dạ. Rồi, cảm ơn mẹ con rất nhiều. Mẹ chồng nàng dâu chỉ cần ôm nhau thôi để chúng ta yêu thương nhiều hơn, để cùng chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống. Dạ. Hãy yêu thương thật nhiều, hãy chăm sóc quan tâm để chúng ta có thể gắn kết thành một cặp đôi hoàn hảo trong mỗi gia đình của chúng ta. Dạ, cảm ơn. Chúc gia đình mãi mãi hạnh phúc, thành công và bình an. Một kỷ niệm dành cho gia đình. Dạ. Đấy. Con cũng xin được thay mặt chương trình gửi tặng gia đình cô một ít quà. Đây là sản phẩm của thương hiệu Elina. Dạ. Còn đây là Ala Bio với thành phần 5 Ala được chứng nhận lâm sàng về hiệu quả tăng cường chuyển hóa đường thành năng lượng, giúp ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị đái tháo đường. Dạ. Cảm ơn cô và Vân đã đến tham gia dạ. chương trình. Cảm ơn chú Hoàng Linh, cảm ơn chị Lê Lộc. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn mẹ chồng nàng dâu nha. Dạ, dạ. Chúc chúng ta mãi mãi có những nụ cười tươi như thế này. Dạ. Hãy đùa với nhau mỗi cười ngày. Cười dữ lắm ạ.